Đà Phật, hôm nay ngày 16 tháng 12 năm 2023, sáng thứ Bảy, tại đỉnh núi Thiên Long Sơn, trời nắng đẹp. Hôm nay thì chỉ nói lại, việc nói những cái đề tài này, là ai đó nghe gần chút nhắc lại nha. Thứ nhất, nhắc lại 270 cái clip, clip này là 270 phải không? Tại sao Kiệt xuất hiện ở thế gian? Tại sao cái quả địa cầu và tất cả nhân loại trên cái hành tinh này đến cái thời bỉ cực này, chỗ nào cũng chiến tranh, bệnh dịch, kinh tế, không có ai có nụ cười trong 5-7 năm nay, 7 năm lận đận lao đao mà sao cười nổi. Rồi tại sao cái đạo Thiên Tâm lại ra đời ngay lúc này? Tại sao Do Thái là đánh Ha Mát dữ dội? Tại sao cuối cùng là tại sao Bác Bình đi qua vụ Bác Trọng giờ chót? Và tại sao một Chuyển Luân Thánh Vương, con của Thượng Đế, không đầu thai cho những quốc gia lỗi lạc, giàu có và biết tôn trọng nhân phẩm, mà lại đầu thai vào một quốc gia gọi là không có hiểu nhiều, rất là sân si hung dữ, mà một quốc gia là bị toàn thế giới khinh rẻ nhất trong cái thời hiện đại này? Ok, thì đó là cái đề tài bữa nay chúng ta nói. Okay, trước tiên thì mình nói là những kinh điển của tất cả các tôn giáo trên thế giới vào những ngày tận thế thì nó có ngày tận thế. Hôm nay chúng ta đang sống vào cái thời đại gọi là tận thế. Tận thế không có nghĩa là cái quả địa cầu này giống như thời đại Noah mà bị ông rồng ở ngoài không gian á hạ cục lửa, nghĩa là trái đất này so ngoại giống cục đá thôi. Ông nói ông rồng ông quá bự cỡ nào cũng được, ông phun lửa nghĩa là trái nó so là bị như vậy. Nó không phải như vậy mà là sàng lọc. Sàng lọc là gì? Là trong qua cái chiến tranh, bệnh tật, đói, kinh tế rồi nè, thì sẽ đến một cái thời thế giới cùng một tiếng nói hòa bình lại, hòa đồng lại. Người toàn là sống trang hòa hiền lành với nhau, không có như người thời nay. Những người thời nay sẽ bị một nghịch thiên đột tử hay là bệnh Covid. Chưa có một cái thời đại nào trong vòng vài năm mà chết gần 50-70 triệu người. Chưa có một những trận động đất nào trong lịch sử như Syria hay là những trận sóng thần ở Nam Dương, rồi một núi lửa ở Hawaii cháy nguyên cái đảo luôn. Rồi Cali ngay chỗ này cũng bị cháy 2-3 lần. Là vì nạn hồng thủy, rồi băng tuyết không còn ở Bắc Cực nữa. Nhân sinh không biết ngày mai mình thức dậy mình có còn sống không nữa. Hiện giờ không biết ngày mai chú Uỉnh có điên bấm nút không, chú Putin có khùng bấm nút không. Thì chúng ta sống ở một cái thời đại rất là lạ, quá lạ đi. Mà nếu mà những người nào mà hôm nay mà còn mê tiền hay là không có hiểu về trời đất thì họ là con người không có linh hồn. Con người không có linh hồn giống như cây bị khô có nước vậy đó. Họ không biết ngày mai tôi bị mục, tôi ngã lúc nào thì tôi cứ ngã, gió nhẹ cũng có thể gãy. Thì dạng đó mình bỏ tay nha, dạng đó là chữa kiệt nhiều nhất đó. Thì cái quả địa cầu này nó có 5 điều lạ, đó là động đất, thiên tai, rồi đói, bệnh dịch, Covid-19, rồi kinh tế, rồi chiến tranh. Thì bao nhiêu chuyện lạ đó, Thượng Đế mới cho người con của Ngài gọi là Chuyển Luân Thánh Vương. Mà trong bao nhiêu kinh điển của Notre Dame, Venga hay những cái tôn giáo đều nói cùng một người, đó là Kiệt. Thì hôm nay Kiệt xuất hiện là cũng là chuyện lạ. Nhưng mà lạ, chẳng lẽ cha phải cho chừng 80 người xuống à? Một người là đủ rồi. Vì bề trên đã chuyển lời qua cho Kiệt và kêu Kiệt lên mạng nói 5 năm nay để nhằm mục đích chúng ta có sự chuẩn bị tốt hơn. Có người mà biết thiên cơ thì mình lợi dụng thiên cơ. Có người nói cho mình biết trước mà, nói trúng chứ đâu phải nói chậm. Thì lợi dụng thiên cơ để lập được cơ đồ. Khi mình có cơ đồ, mình lập cơ nghiệp và mình lập được
tạo nhiều cơ hội tốt cho gia đình mình giữ được tài sản, giữ được mạng sống và mạnh khỏe nữa, và cho tương lai, cho con cháu của mình. Kiếp này sanh xuống trần là vì lệnh của chư Phật và Thượng Đế. Kiệt là một trong 12 người con trai của Thượng Đế, gọi là chuyển lưng Thánh Dương. Chuyển tức là chuyển kiếp thôi. Nghe cái tên thì nó ngầu lắm, nhưng mà thật sự nó cũng bình thường lắm, mình giải thích. Luân là luân hồi. Thánh thì gì? Người ta ngoài cái danh từ ta gọi Thánh thì không lẽ nói con của ông trời thì cũng hơi kỳ. Gọi là chuyển lưng Thánh Vương. Vương là gì? Cái xã hội ở trên trời cũng như xã hội dưới đất chúng ta, truyền thừa vua vua vậy đó. Thì trên trời cha là vua của tất cả cái vũ trụ này, cũng là cha của tất cả các chư Phật. Mẹ là đất, mẹ tạo ôi địa cầu này là Phật mẫu, cha là Thượng Đế. Ở trên trời có 36 ông trời, 36 Thượng Đế. Cha là Thượng Đế lớn nhất, cho nên kinh Thiên Tâm á, là cái đuốc á, mà hôm nay Kiệt trao lại cho họ Thiên tới ngày hôm nay, đó là Nam Mô Nhất Thiên Thiên, có hai chữ thiên nha. Thiên Thiên tức là cao nhất, chứ còn Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế thì cũng thường quá, không biết ông nào, ông Hoàng Đế Thích hay là ông khác. Rồi mẹ cũng vậy, có rất là nhiều mẫu Phật, mẫu này mẫu kia ở khắp tất cả các tầng cõi, tầng ngoài đó có 36 tầng trời. Thì Nam Mô Nhất Nhất, chữ Nhất Nhất Hoàng Thiên, tức là mẫu, mà mẫu mẫu cao nhất. Thì đã phân biệt rõ ràng như vậy. Chỉ kinh điển và những cái người mà cố tình mà không muốn hiểu về Thượng Đế, hay là không muốn hiểu về cha trời mẹ đất, thì họ lái chữ. Lái chữ có nghĩa là làm cho bao nhiêu người hiểu lầm. Thì họ là ma quỷ mà, họ đâu còn sợ tội nữa. Thì nếu mà có Nam Mô Nhất Thiên Thiên thì làm gì có là Hồ Chí Minh muôn năm. Cho nên một là trong hai thôi. Cho nên phải là Hồ Chí Minh vĩ đại muôn năm thì sẽ không có Nhất Thiên Thiên. Cho nên nước Việt mình từ thời xưa 9.000 năm thờ cái lon sữa bò là chiều nào cũng lại ông trời. Nhưng mà từ lúc Đảng Cộng sản ra đời á, là cái lon sữa bò ở ngoài sân cũng bị dẹp nữa. Tại họ muốn biết ông trời, họ không muốn biết sự thật. Nhưng mà sự thật rất là phũ phàng đó. Tới ngày hôm nay á, là đã hết hợp đồng với cha rồi. Thì nước Việt sẽ có một nước Việt mới. Kiệt này đã thường nói, mình đạo mình không có chính trị. Nhưng mà ngày mai á, mà cái Đảng Cộng sản Trung Cộng nó có tan, Biển Đông có dậy sóng, hay là một cái nước Việt mới mà Bắc Trọng bị kẹt rồi đó, thì nếu mà không có cái đạo, một cái đảng mới ra, một cái thể chế thứ ba Việt Nam Cộng Hòa hay là thể chế gì ra, mà không, cái nước Việt không có đạo đức thì nó còn tệ hơn là cái Đảng Cộng sản hôm nay nữa. Đó là bề trên đã lo cho chúng ta. Cái nhân phẩm con người là cái căn bản để mà thành lập một quốc gia cường mạnh. Thì từ đó chuyển lưng Thánh Dương mới đầu thai vào thành người Việt, lập ra cái đạo để sau này rạng danh toàn quả địa cầu này. Và đồng thời nước Việt sẽ là một cái nước không có bị thiên tai địa chấn đại hồng thủy trong tương lai. Thì từ đó nước Việt thành cường quốc. Còn trong mắt của Kiệt hay trong mắt của bề trên, coi cái nước Việt bây giờ là một cái xã nghiệp, không có phải là quốc gia cộng sản. Kiệt này cũng chẳng ghét cộng sản, cũng chẳng ưa quốc gia. Quốc gia là mấy thằng kim cương kìa nghe, chứ không phải là hết tất cả nha. Bên nào Kiệt chỉ chọn cái chánh nghĩa. Người cộng sản cũng có người tốt, mấy ông HO cũng có mấy ông tào lao nữa đó. Mình nói thẳng luôn á, mình là vì lệnh bề trên xuống để mà đưa cái chánh nghĩa, đưa cái tốt cho nước Việt. Không có lý nào nước Việt lại không có hiểu cái tiếng này. Khi nào mà mình nói được tiếng Nghe đó, nếu mà nói tiếng Nghe hay mình nói tiếng Bắc Hàn đi, uổng như Putin đâu có dám hô trương vũ khí. Hù thôi, cơ trời đi hàng nghìn năm không có sai mà cũng chẳng thiếu lời của Phật trời. Chỉ vì cái thế giới đang hỗn độn, cũng giống như quý vị bây giờ không tin á, cầm cái điện thoại iPhone đi vô rừng Africa gặp một bộ lạc, quý vị nói được tiếng của người bộ lạc đó, người ăn lông, người mặc sờ rồng đó, ok tao có thể cho mày thấy vợ mày đang ở nhà, tức là hai cái máy FaceTime á,
nó cũng sẽ không tin. Rồi quý vị nói cho cái người bộ lạc đó hiểu, ồ, tao có thể trái tim mày bị hư phải không, tao lấy cái tim mày ra, tao lấy tim heo vô, tao thay mày sống được. Nó lại cười mình. Nhưng mà người Việt Nam hay người những nước văn minh người ta không cười là gì? Nó là thiệt, đúng không? Nó quá thiệt đi. Để bác sĩ đã chứng minh rồi. Nhưng tại sao trên thế giới này rất là nhiều người không có đủ phước để hiểu chuyện? Chẳng lẽ bây giờ kiểu phải làm cái gì để chứng minh để cho họ ăn hiền ở lành? Nếu mà nước Việt mà không quay đầu, không thuận thiên, những lãnh đạo bây giờ họ không có coi đảng ra gì hết, cũng chẳng có tuân theo luật lệ hết, chỉ họ chỉ biết gia đình và dòng họ họ và cái tài sản của họ thôi, họ không có gì quốc gia nữa. Người đảng viên không có ai mà ngu mà chết cho đảng trong lúc này nữa. Còn chuyện này nói rõ cơ trời để cho tất cả những người đó để thay đổi, để cho cái thời gian không có bị chậm trễ và họ không có bị đột tử và họ vẫn còn sống. Nhưng mà họ gì quá vậy? Mình dùng cái chữ vô minh thì mấy ông thầy nói nhiều quá cho nên biết nó lợn chữ đó, gọi là siêu ngu. Siêu ngu là ngu hơn cái thằng đi ăn cướp mà bị tử hình gấp vạn lần ấy. Thì vì cái lòng mê muội quyền hành vật chất mà họ không chịu quay đầu. Họ cứ nghĩ là ồ, để tôi tự làm, tôi tự sửa, tôi tự biến chuyển. Nhưng mà cái đó chỉ là gạt với lương tâm mình thôi. Nó chỉ kéo giờ để mà thêm cái túi tiền cho nó nhiều thêm thôi. Bề trên đều biết hết. Cho nên tại sao việc này thường nói là có mấy nghìn đảng viên mà lâu nay mà chết đột tử ở hàng 55 trở xuống. Có, tại bệnh giấu nhiều lắm. Nước Việt gì bị nhồi sọ quá lâu năm, thành ra hèn yếu từ 18 tới 45. Gọi là hèn yếu, không có cái dũng trong đó. Mất đi dũng cảm. Chứ ngày xưa ông bà của mình chống giặc ngoại xâm, chống Pháp, chống Tàu 5-7 nghìn năm. Những ngày như ngày Nguyễn Thái Học, đầu có rơi nhưng mà lệ cũng không đổ. Ngài Nguyễn Văn Trực cũng vậy. Tất cả những các vị đều là anh hùng. Thời nay mình tìm một người anh hùng rất là khó. Cái trái đất chúng ta sắp sửa đi vào một cái chu kỳ mới. Chu kỳ mới này nó sẽ đem thịnh vượng hòa bình cho toàn quả địa cầu. Mà nó phải đi đồng bộ và có lớp có lan. Người Việt mình cũng nằm chung trong những cái trang lớp trang lan này. Mình muốn sớm hay là muốn muộn cũng không có được. Đi chung hết. Nhưng mà cái này Kiệt bảo đảm trên tất cả các máy quay này, Đảng Cộng sản sẽ không bao giờ tồn tại trên thế giới. Nhất là Đảng Cộng sản Trung Cộng, hay độc tài Putin, hay là Đảng Cộng sản Việt Nam là coi như đồ rác, dục. Nói thẳng luôn á, mấy đại ca đừng có buồn. Quay đầu hay không quay đầu. Bây giờ quý vị có nghĩ tức cười, tự nhiên đã dẹp được Hamas đã bệnh, tức là một trong ba thế lực mà mình nói trời sẽ tiêu diệt á, là thế lực khủng bố trùm khăn á, mượn danh của cha Allah mà đi quậy trái đất này á, với thế lực cộng sản với thế lực ngầm, siêu thế lực ngầm á, thì nó mới đưa một cái thế giới hòa bình được chứ. Nếu mà còn một thế lực thì đâu có còn cái thế giới hòa bình nữa. Chẳng lẽ trường nước Việt Nam làm cộng sản duy nhất trên thế giới sau khi Trung Cộng chia 5-7? Cái ngày đầu tiên mình lên mạng nói 5 năm trước là Trung Cộng chia 5-7, gán nhớ đi. Nó là sẽ xảy ra như vậy. Cho nên bây giờ ở cái thế, cái anh Tập là một mất một còn. Mất là chắc rồi đó. Đánh Đài Loan đánh không có nổi. Mà ở trong nội loạn thôi, chia 5-7. Thì chẳng lẽ Mỹ hay là gọi là phe đồng minh chừa lại nước Việt Nam làm cộng sản duy nhất à? Thôi vô rừng ở đi, vô rừng Africa ở đi, sẽ không có chuyện đó. Cho nên người ở ngoài 6 triệu người mà ngày xưa Thượng Đế và Đức Thầy á, Đức Thầy là sư phụ của Kỳ đó, đã tính rất là tinh vi cho chúng ta đi học những cái khôn ở hải ngoại. Nghĩa là khi 75 xuống thì là sản nghiệp đúng không? Cho Hồ Chí Minh thỏa chí được mấy chục năm đi. Khi mà xã nghiệp thì lúc đó những người trên nóc tòa đại sứ Mỹ
đi bằng trực thăng đi ra mấy chiếc đại thác hạm đội. Rồi đó là đợt đầu tiên, và trong đó có bà Mai Phương là sứ công viên của Việt Nam Cộng Hòa chạy chiếc bo đó, mà mình nói là nhờ cái áo phọc C mà có 6 triệu cho miền hải ngoại đó. Rồi đó, sau kế tiếp rồi đi vượt biên, hết vượt biên rồi mình tới đi đường bộ qua Miên nha em. Vừa hết đi đường bộ qua Miên rồi tới đi đường HO, đủ kiểu hết. Rồi bây giờ, nhưng mà tất cả mục đích chung là những người đó có phước 6 triệu trăm hiền. Bề trên đã an bài cho chúng ta ra hải ngoại để mà chúng ta sau này về để mà gây dựng lại một cái quốc gia không có đổ máu. Tức là lấy ân báo oán á, là mình không có nên ghét Đảng Cộng sản, và mình cũng không có nên tính toán chuyện xưa nữa. Nếu không á, mình sẽ bị nội chiến hoài á. Thì bề trên mới dạy kiệt là sau này khi mà đất nước, con người, không có ai có quyền xử con người, chỉ có trời Phật để cho họ 100 tuổi già rồi để lương tâm họ. Chứ không có chuyện mà đi bắt học tập cái tạo 17 năm như ông tướng Lê Minh Đảo nữa. Không có chuyện đó. Và cũng không có thể lấy tiền của người ta nữa. Rồi nó sẽ gây thù oán chồng chất nhiều đời nữa. Không có nên. Những ngày đầu gần 40 mấy năm nay những bác HO đi tìm kiệt thì cuối cùng mấy bác đã tìm ra. Thì những clip cũ có nói tại sao nước Việt lại có chuyển lưng Thánh Dương đầu thai xuống, một chuyện lạ. Đó là vì Phật Thánh Tiên đầu thai vô nước Việt rất là đông. Có trừ những người không tin mình là có linh hồn thì muốn làm gì thì làm. Thì tất cả chúng ta sống ở trong cái địa cầu này là gì? Mục đích chỉ là một cái lớp học dở lòng ngắn ngủi thôi, chứ không phải là chúng ta mua chức này, mua bằng cấp nọ, rồi chúng ta sân trước sân sau chúng ta làm đủ chuyện hết, bao nhiêu chuyện tội lỗi, rồi chúng ta chưa kịp hưởng nữa là bác Trọng lại gõ cửa đốt lò rồi. Mà bác Trọng mà không gõ cửa thì cũng đột tử chết, mà có sống cũng lo tiền giấu gốc cây không. Bây giờ quý vị thấy đâu có còn xe Rolls Royce hay những cái xe xịn như Cường Đô La ngày xưa mà chạy lãng vảng Sài Gòn nữa. Cái nước Việt này á, ngày nào mà chuyện này chưa về Việt Nam á, nó mỗi một ngày nó càng tệ tệ thêm nhiều nữa. Không bao giờ có sự thay đổi. Là vì cái câu cuối cùng, người thì thuận theo đất, mà con người bây giờ không còn dũng cảm nữa. Đến khi nào mà họ dũng cảm á, thì họ mới có Rolls Royce chạy đầy thành phố Sài Gòn. Chứ ở bề trên á, là để cho mọi thứ cái luật nhân quả mà tự nhiên. Bề trên dạy mình á, Phật dạy, cha dạy, Thượng Đế dạy. Ngày xưa khi mà có quả địa cầu này thành hình để mà những chư thiên ở từ cõi Quan Âm Thiên xuống đây để mà học, học để mà tiến bộ về thần hồn, để mà trở về trời. Mục đích mình chỉ có vậy thôi. Tại trên trời mình sướng quá, mình không có nghe Phật giảng pháp, thì mình xuống đây mình phải mang thân người, mình chịu khổ. Cái này là một cái nhà tù, chứ không phải cái nơi này là để một cái nơi vĩnh cửu. Thì trong đó bề trên đã cho có ngũ hành rồi, kim mộc thổ thủy hỏa trong cái vũ trụ này. Trong cơ thể chúng ta là tiểu hành tinh cũng có ngũ hành, tại vì chúng ta là thân tứ đại mà, đất nước gió lửa, ăn đồ đất rồi uống nước, rồi không khí thở là gió lửa. Nhưng mà khi mà chúng ta thời nay không có biết trời Phật là ai và coi trời Phật không ra gì, thì khi chúng ta sân si nhiều quá, cái tâm nó không có bị loạn á, thì từ đó một người thì một nẹt ra chút lửa, tại khi mình nổi giận cái hào quang mình nó đỏ. Bây giờ cả quả địa cầu này ai cũng là dễ sân, dễ giận, dễ làm chuyện ác nhiều hơn làm chuyện thiện. Thì từ đó nó mới làm cho bao nhiêu cái ngũ hành của cái vũ trụ cũng phải chuyển thay đổi theo. Thì từ đó mình mới bị thiên tai, rồi núi lửa, rồi cháy rừng, rồi lũ lụt dâng lên đại khái là cũng là do chúng ta. Mà hôm nay mà chúng ta mà không có chịu quay đầu với trời Phật Thượng Đế thì chúng ta vẫn chịu khổ ở đây ra ngoài. Chỉ có cái thiên tâm đạo ra đời để mà nó dung hòa. Khó thì ở giữa đạo Phật thì quá khó, người ta khó tu. Thời nay là con cháu ma quỷ nhiều quá. Còn bên công giáo
thì có hai cuốn kinh, họ không biết nhân quả, không có biết nghiệp, thì như thế nào thiên tâm ngay giữa, gọi là đạo công giáo được lên lớp. Hôm nay công giáo được lên lớp, phải học tam đại tạng kinh, và con người chúng ta phải thoát luân hồi sinh tử. Thiên tâm là một đạo đưa con người thoát luân hồi sinh tử, về trên đó chỉ có một. Còn mấy đại thừa, mấy thầy thời nay á, thì cứ nói là được giảng sanh về quả A Di Đà, cái đó củ cà rốt cột ở trước mặt của ông thỏ thôi, chứ về trên đó đâu phải là được về thẳng cõi Phật A Di Đà đâu. Nếu mình không á thì mình ở dưới này hoài à. Thôi mình về cõi số 5, số 6, cõi tiên đi, rồi mình tu tiếp, mình lên tiếp tục. Trở về cái thời cuộc hôm nay á, là tại vì mấy ngoài đó nhiều người thích nghe thời cuộc, như người Do Thái, họ cũng giống như người Việt Nam chúng ta, họ lưu lạc là vì hồi xưa họ đã không tin Chúa, họ đã đóng đinh Chúa ba cây, thì họ bị cái lời nguyền là mất quốc gia mấy nghìn năm, rồi sau đó họ quay trở lại. Thì hôm nay người Do Thái đã mãn nhiệm kỳ cái lời nguyện, thì họ quay trở lại. Họ quay trở lại nhưng mà xung quanh toàn là một khối khủng bố người đạo chùm khăn đó, không phải chỉ riêng cái nhóm Hamas mà giải Gaza không đồng. Thì họ hôm nay họ phải phô trương cái sức mạnh để cho sau này không còn ai ăn hiếp họ nữa, và họ nhất định là tới cùng, đánh là tới cùng đó. Thì người Việt Nam mình sau này nó cũng tương tự như vậy. Tất cả những cái gì khổ ngày hôm nay, từ ca sĩ vận động, từ những chính quyền hôm nay hà hiếp dân, rồi những cái lực lợi khắt khe, rồi tiền bạc bạc vô túi riêng không, không lo cho dân gì hết, thì sau này chúng ta sẽ học những cái bài học hôm nay để mà thành một đoàn kết, thành một cường quốc mạnh trong tương lai. Đại khái có nhiều chuyện nói lắm, nhưng mà quý vị muốn biết cái gì về vấn đề gì, mình là cuốn kinh sống mà. Biết chuyện trên trời, tâm linh, muốn biết chuyện thời sự bữa nay, thời sự bữa nay chuyện nói rồi. Ở Việt Nam thay đổi nó không có liên quan tới Biển Đông, cũng chẳng có liên quan với Trung Cộng chia 5-6-7, chỉ liên quan với cái dũng và cái hèn thôi. Mình lên đây cũng không có muốn xưng hô gì hết, nhưng mà đến một tuần nào, một tháng nào thì bà trên ra lệnh kêu Kiệt làm gì, Kiệt làm đó. Rồi mấy tuần trước mấy vị kêu nói vậy thì Kiệt nói vậy thôi, tại mà làm sai không có được. Thì Kiệt nói chuyện với mấy vị cũng giống mấy vị trên trời, giống như Kiệt gặp mấy đứa đệ tử ở đây mỗi ngày vậy đó. Còn cái là gì, con người của mình đó, nó không còn mê tín nữa, mà nó bất tín. Bất tín là không có lòng tin nữa. Mê tín à, mà là có lòng tin, tin trời tin Phật gọi là mê tín, thì là còn được về trời nha. Còn thứ bất tín à, khó mà dạy lắm. Nhưng mà có một cái, quý vị đừng có bao giờ nghe những gì Kiệt nói nhiều, mà hãy theo dõi và coi những gì Kiệt làm. Thì mấy đệ tử nó muốn làm kỷ niệm, tại nó biết sau này Kiệt bận lắm, đâu phải dễ gặp. Thì có những đứa ca ca hát hát rồi cho vui vậy, chứ giờ làm gì? Trong đó đâu có sai 12 giới lực. Nhưng mà ở ngoài kia có những người đứng đắn, và những người còn chấp á, gọi là chấp tướng, chấp lời nói, chấp này nọ, thì họ lại không có tin đạo thiên tâm. Nó ồ, giáo chủ gì kỳ với ta, chuyển lưng thánh dương gì còn ca ca rồi nữa. Thì cái đó là do mình chấp, thì phải coi lại bản thân của mình. Chứ còn Kiệt này thì không có đóng kịch, nói làm sao là vậy. Còn mấy thầy đóng kịch giỏi, màu áo với âm thanh nữa thì cứ chạy theo đi. Địa ngục với thiên đàng lúc nào cũng là tự nhiên, thiên nhiên và từ tâm, lời thật, việc thật, nói từ tâm. Còn địa ngục lúc nào cũng cần phải có mỹ từ đủ không? Nếu không có mỹ từ sao gạt được dân 50-70 năm nay.